Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đã đến với chuyên mục Tử vi ngày mới trên kênh Phú Quý Tử vi của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, xin gửi tới quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn lời chúc của một ngày mới thật nhiều may mắn, tài lộc, thành công và hạnh phúc. Quý cô bác và anh chị và các bạn đã biết, kênh Phú Quý Tử vi chuyên nghiên cứu và chia sẻ những thông tin về tử vi, tướng số, phong thủy, tâm linh và những thông điệp khoa học, ý nghĩa của cuộc sống. Trong đó, có nhiều video hiện nay đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chia sẻ từ phía đông đảo của quý cô bác, anh chị và cùng toàn thể các bạn. Hôm nay trong chuyên mục Tử vi ngày mới, ban biên tập của chương trình sẽ chia sẻ tới quý vị nội dung tử vi chi tiết của 12 con giáp ngày 20 tháng 10 năm 2024. Và để biết được vận trình về các tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe, gia đạo của từng con giáp trong ngày mới, ai sẽ gặp được những điều may mắn cát tường và ai sẽ đối diện với khó khăn xui rủi thì quý vị đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí và rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với thông tin tổng quan. Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024 dương lịch và âm lịch là ngày 18 tháng 9, tức là ngày Đinh Tị, tháng Giáp Tuất, năm Giáp Thìn. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày gồm Sửu 1 đến 3 giờ, Thìn 7 đến 9 giờ, Ngọ 11 đến 13 giờ, Mùi 13 đến 15 giờ, Tuất 19 đến 21 giờ, Hợi 21 đến 23 giờ. Tuổi xung với ngày hôm nay, Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi. Tuổi xung với tháng là tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Những việc nên làm trong ngày hôm nay, khởi công tạo tác mọi việc đều tốt. Thứ nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, chặt cây phá đất, may mặc. Việc không nên làm, sao phòng là đại kết tinh không kỵ việc gì cả. Hướng xuất hành ngày hôm nay, đi theo hướng chính đông để đón tài thần và đi theo hướng chính nam để đón hỷ thần. Quý cô bác, anh chị và các bạn vừa theo dõi tử vi tổng quan ngày 20 tháng 10 năm 2024 và đến với tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày mới. Quý vị đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí, rồi nhấn tín hiệu chuông miễn phí. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Đầu tiên xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tý. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Tý phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác. Hôm nay tuổi Tý có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điểm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt. Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, tuổi Tý không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tý. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 25, 26. Màu may mắn trắng, xanh da trời. Giờ tốt trong ngày 21 đến 23 giờ. Canh Tý 1960 hôm nay sẽ tương đối tốt cho công việc kinh doanh buôn bán. Hơn nữa với sự hỗ trợ của quý nhân là bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người xung quanh nên dễ dàng vượt qua được thách thức và đạt được thành tựu như mong muốn. Ra ngoài tiền bạc dễ kiếm, có lộc về tiền bạc nên cuộc sống gia đạo trở nên dư giả hơn. Nhâm Tý 1972 hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Giáp Tý 1984 hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Bính Tý 1996 công việc làm ăn xuất hiện nhiều cơ hội mới, may mắn hết sức. Bên cạnh đó luôn có sự hỗ trợ của quý nhân nên làm việc thuận sẽ càng thuận hơn, gặp khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua.
tiền bạc kiếm ra dễ dàng nhưng cũng chi tiêu nhiều với những khoản lớn cho cuộc sống của gia đình. Mậu Tý 2008 dự báo thời điểm không thuận lợi để thực hiện bất kỳ dự định công việc gì, đặc biệt là những công việc mang tính quyết định hoặc hùn hạp khoản tiền lớn. Làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng bởi luôn có trở ngại khó lường kề cận. Không có lộc về tiền bạc, kiếm tiền gặp nhiều khó khăn nhưng không tránh được nhiều khoản chi tiêu. Quý nhân phù trợ, Thân, Tỵ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tý trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Sửu. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm. May mắn với tuổi Sửu là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được. Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa tuổi Sửu với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Sửu. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 59, 78. Màu may mắn, vàng, nghi. Giờ tốt trong ngày, 17 đến 19 giờ. Tân Sửu 1961 các công việc ở mức độ trung bình, không phải hung cũng không phải cát. Gặp quẻ này tốt nhất nên duy trì cuộc sống hiện tại, khó khăn có tới cũng không đáng ngại, cơ hội đến cũng không thể tận dụng. Tiền bạc đủ cho chi tiêu, đây không phải thời điểm của sự tích lũy, cuộc sống chỉ ở mức cơ bản, không được dư giả. Quý Sửu 1973 mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Ất Sửu 1985 mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Đinh Sửu 1997 công việc kinh doanh làm ăn gặp thuận lợi vô cùng. Lộc tới nên tiền bạc rủng rỉnh, hùn hạp hay có sự đầu tư các khoản tiền vào công việc gì đều được suôn sẻ và sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như mong muốn. Không chỉ kiếm được nhiều tiền mà đây còn là thời kỳ để tích lũy. Kỷ Sửu 2009 hôm nay bạn sẽ có sự thay đổi, nếu không thay đổi cuộc sống công việc khó có thể thuận lợi như mong muốn. Còn nếu thay đổi mọi việc tiến triển tốt đẹp như ý muốn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Càng đổi mới, phát triển phương thức kinh doanh càng thu được những khoản hời lớn. Tiền bạc dư giả, có lộc tới. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Sửu, trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dần. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Vận khí ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024 mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Dần, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn. Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho tuổi Dần, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Dần về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dần. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày
87, 51. Màu may mắn, xanh da trời, xanh lá cây. Giờ tốt trong ngày, 19 đến 21 giờ. Nhâm Dần 1962 hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Giáp Dần 1974 hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Bính Dần 1986 công việc làm ăn xuất hiện nhiều cơ hội mới, may mắn hết sức. Bên cạnh đó luôn có sự hỗ trợ của quý nhân nên làm việc thuận sẽ càng thuận hơn, gặp khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua. Tiền bạc kiếm ra dễ dàng nhưng cũng chi tiêu nhiều với những khoản lớn cho cuộc sống của gia đình. Mậu Dần 1998 dự báo thời điểm không thuận lợi để thực hiện bất kỳ dự định công việc gì, đặc biệt là những công việc mang tính quyết định hoặc hùn hạp khoản tiền lớn. Làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng bởi luôn có trở ngại khó lường kề cận. Không có lộc về tiền bạc, kiếm tiền gặp nhiều khó khăn nhưng không tránh được nhiều khoản chi tiêu. Canh Dần 2010 hôm nay sẽ tương đối tốt cho công việc kinh doanh buôn bán. Hơn nữa với sự hỗ trợ của quý nhân là bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người xung quanh nên dễ dàng vượt qua được thách thức và đạt được thành tựu như mong muốn. Ra ngoài tiền bạc dễ kiếm, có lộc về tiền bạc nên cuộc sống gia đạo trở nên dư giả hơn. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dần trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mão. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên tuổi Mão. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé! Tình hình tài chính của tuổi Mão trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ DOC rạng rỡ hơn nhiều. Tuổi Mão nếu đang độc thân Chủ nhật này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mão. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 20, 80. Màu may mắn xanh rêu, xanh lá cây. Giờ tốt trong ngày 19 đến 21 giờ. Quý Mão 1963 mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Ất Mão 1975 mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Đinh Mão 1987 công việc kinh doanh làm ăn gặp thuận lợi vô cùng. Lộc tới nên tiền bạc rủng rỉnh, hùn hạp hay có sự đầu tư các khoản tiền vào công việc gì đều được suôn sẻ và sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như mong muốn. Không chỉ kiếm được nhiều tiền mà đây còn là thời kỳ để tích lũy. Kỷ Mão 1999 hôm nay bạn sẽ có sự thay đổi, nếu không thay đổi cuộc sống công việc khó có thể thuận lợi như mong muốn. Còn nếu thay đổi mọi việc tiến triển tốt đẹp như ý muốn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Càng đổi mới, phát triển phương thức kinh doanh càng thu được những khoản hời lớn, tiền bạc dư giả, có lộc tới. Tân Mão 2011 các công việc ở mức độ trung bình, không phải hung cũng không phải cát. Gặp quẻ này tốt nhất nên duy trì cuộc sống hiện tại, khó khăn có tới cũng không đáng ngại, cơ hội đến cũng không thể tận dụng. Tiền bạc đủ cho chi tiêu, đây không phải thời điểm của sự tích lũy, cuộc sống chỉ ở mức cơ bản, không được dư giả. Quý nhân phù trợ, Thìn, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mão, trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành,
tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thìn. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, cục diện xấu trong tử vi ngày 20 tháng 10 năm 2024 khiến tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản thân cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên, bạn cũng nên xem lại mình chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác. Hãy xem xét thật kỹ lưỡng những hành động mà bạn dự định làm trong Chủ nhật này bởi vì không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó. Vị trí những vì sao trong ngày 20 tháng 10 năm 2024 còn cho thấy tuổi Thìn và một nửa yêu thương của mình chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện và thông cảm cho nhau hơn bạn nhé. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thìn. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 51, 57. Màu may mắn nâu 8. Giờ tốt trong ngày 23 đến 1 giờ. Nhâm Thìn 1952 hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Giáp Thìn 1964 hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Bính Thìn 1976 công việc làm ăn xuất hiện nhiều cơ hội mới, may mắn hết sức. Bên cạnh đó luôn có sự hỗ trợ của quý nhân nên làm việc thuận sẽ càng thuận hơn, gặp khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua. Tiền bạc kiếm ra dễ dàng nhưng cũng chi tiêu nhiều với những khoản lớn cho cuộc sống của gia đình. Mậu Thìn 1988 dự báo thời điểm không thuận lợi để thực hiện bất kỳ dự định công việc gì, đặc biệt là những công việc mang tính quyết định hoặc hùn hạp khoản tiền lớn. Làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng bởi luôn có trở ngại khó lường kề cận. Không có lộc về tiền bạc, kiếm tiền gặp nhiều khó khăn nhưng không tránh được nhiều khoản chi tiêu. Canh Thìn 2000 hôm nay sẽ tương đối tốt cho công việc kinh doanh buôn bán. Hơn nữa với sự hỗ trợ của quý nhân là bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người xung quanh nên dễ dàng vượt qua được thách thức và đạt được thành tựu như mong muốn. Ra ngoài tiền bạc dễ kiếm, có lộc về tiền bạc nên cuộc sống gia đạo trở nên dư giả hơn. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thìn trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Nếu tuổi Tỵ có ý định thực hiện một việc quan trọng trong hôm nay, tử vi Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024 khuyên bạn nên biết tự lượng sức mình. Vận trình của tuổi Tỵ trong ngày này cho thấy nếu bạn một mình đơn độc thì rất là bất lợi, khó thành công. Bạn cần phải nương nhờ sức của người khác và cần có quý nhân dìu dắt, nâng đỡ mới đạt được thắng lợi. Việc mưu tính của tuổi Tỵ cần phải có sự hợp sức, chung lòng của nhiều người thì mới thuận lợi và thành công. Ngoài ra, nếu bạn là người giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều người, bạn bè đông đảo, thì việc làm ăn của bạn càng chắc chắn tốt đẹp. Chủ nhật này, vấn đề tiền bạc của tuổi Tỵ cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn. Gia đạo có tiệc tùng, đình đám vui vẻ hoặc có sự họp mặt, gặp gỡ bạn bè hoặc người thân. Nếu đã lập gia đình, bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với người khác phái, không nên quá tự nhiên khiến họ hiểu lầm, dễ nảy sinh tình cảm không tốt, phiền toái lôi thôi. Trong tình cảm vợ chồng, cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau, bạn không nên vui chơi bè bạn mà sao lãng gia đình. Có sự đồng vợ đồng chồng thì việc gì khó khăn đến đâu cũng giải quyết một cách dễ dàng. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tỵ. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 23,
92. Màu may mắn, đỏ, tím. Giờ tốt trong ngày, 19 đến 21 giờ. Quý Tỵ 1953, mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Ất Tỵ 1965, mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Đinh Tỵ 1977, công việc kinh doanh làm ăn gặp thuận lợi vô cùng. Lộc tới nên tiền bạc rủng rỉnh, hùn hạp hay có sự đầu tư các khoản tiền vào công việc gì đều được suôn sẻ và sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như mong muốn. Không chỉ kiếm được nhiều tiền mà đây còn là thời kỳ để tích lũy. Kỷ Tỵ 1989, hôm nay bạn sẽ có sự thay đổi, nếu không thay đổi cuộc sống công việc khó có thể thuận lợi như mong muốn. Còn nếu thay đổi mọi việc tiến triển tốt đẹp như ý muốn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Càng đổi mới, phát triển phương thức kinh doanh càng thu được những khoản hời lớn, tiền bạc dư giả, có lộc tới. Tân Tỵ 2001, các công việc ở mức độ trung bình, không phải hung cũng không phải cát. Gặp quẻ này tốt nhất nên duy trì cuộc sống hiện tại, khó khăn có tới cũng không đáng ngại, cơ hội đến cũng không thể tận dụng. Tiền bạc đủ cho chi tiêu, đây không phải thời điểm của sự tích lũy, cuộc sống chỉ ở mức cơ bản, không được dư giả. Quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tỵ trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Ngọ. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Thế nhưng niềm vui với tuổi Ngọ sẽ không được trọn vẹn bởi đường tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được. Có lẽ tuổi Ngọ nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Ngọ. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 91, 59. Màu may mắn da cam, hồng. Giờ tốt trong ngày 15 đến 17 giờ. Giáp Ngọ 1954, hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Bính Ngọ 1966, công việc làm ăn xuất hiện nhiều cơ hội mới, may mắn hết sức. Bên cạnh đó luôn có sự hỗ trợ của quý nhân nên làm việc thuận sẽ càng thuận hơn, gặp khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua. Tiền bạc kiếm ra dễ dàng nhưng cũng chi tiêu nhiều với những khoản lớn cho cuộc sống của gia đình. Mậu Ngọ 1978, dự báo thời điểm không thuận lợi để thực hiện bất kỳ dự định công việc gì, đặc biệt là những công việc mang tính quyết định hoặc hùn hạp khoản tiền lớn. Làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng bởi luôn có trở ngại khó lường kề cận. Không có lộc về tiền bạc, kiếm tiền gặp nhiều khó khăn nhưng không tránh được nhiều khoản chi tiêu. Canh Ngọ 1990, hôm nay sẽ tương đối tốt cho công việc kinh doanh buôn bán. Hơn nữa với sự hỗ trợ của quý nhân là bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người xung quanh nên dễ dàng vượt qua được thách thức và đạt được thành tựu như mong muốn. Ra ngoài tiền bạc dễ kiếm, có lộc về tiền bạc nên cuộc sống gia đạo trở nên dư giả hơn. Nhâm Ngọ 2002, hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Ngọ trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây,
quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mùi. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2024 với tuổi Mùi vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Mùi có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao. Hãy tiếp tục tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt như hiện tại tuổi Mùi nhé. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mùi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 52, 10. Màu may mắn nâu, vàng. Giờ tốt trong ngày 5 đến 7 giờ. Ất Mùi 1955 mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Đinh Mùi 1967 công việc kinh doanh làm ăn gặp thuận lợi vô cùng. Lộc tới nên tiền bạc rủng rỉnh, hùn hạp hay có sự đầu tư các khoản tiền vào công việc gì đều được suôn sẻ và sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như mong muốn. Không chỉ kiếm được nhiều tiền mà đây còn là thời kỳ để tích lũy. Kỷ Mùi 1979 hôm nay bạn sẽ có sự thay đổi, nếu không thay đổi cuộc sống công việc khó có thể thuận lợi như mong muốn. Còn nếu thay đổi mọi việc tiến triển tốt đẹp như ý muốn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Càng đổi mới, phát triển phương thức kinh doanh càng thu được những khoản hời lớn, tiền bạc dư giả, có lộc tới. Tân Mùi 1991 các công việc ở mức độ trung bình, không phải hung cũng không phải cát. Gặp quẻ này tốt nhất nên duy trì cuộc sống hiện tại, khó khăn có tới cũng không đáng ngại, cơ hội đến cũng không thể tận dụng. Tiền bạc đủ cho chi tiêu, đây không phải thời điểm của sự tích lũy, cuộc sống chỉ ở mức cơ bản, không được dư giả. Quý Mùi 2003 mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mùi. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thân. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của tuổi Thân trong ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày Chủ nhật này cho nên tuổi Thân dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài trốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé. Vận khí không tốt nên tuổi Thân cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thân. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 60, 81. Màu may mắn trắng, vàng kim. Giờ tốt trong ngày 7 đến 9 giờ. Bính Thân 1956 công việc làm ăn xuất hiện nhiều cơ hội mới, may mắn hết sức. Bên cạnh đó luôn có sự hỗ trợ của quý nhân nên làm việc thuận sẽ càng thuận hơn, gặp khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua. Tiền bạc kiếm ra dễ dàng nhưng cũng chi tiêu nhiều với những khoản lớn cho cuộc sống của gia đình. Mậu Thân 1968 dự báo thời điểm không thuận lợi để thực hiện bất kỳ dự định công việc gì, đặc biệt là những công việc mang tính quyết định hoặc hùn hạp khoản tiền lớn. Làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng bởi luôn có trở ngại khó lường kề cận. Không có lộc về tiền bạc, kiếm tiền gặp nhiều khó khăn nhưng không tránh được nhiều khoản chi tiêu. Canh Thân 1980 hôm nay sẽ tương đối tốt cho công việc kinh doanh buôn bán. Hơn nữa với sự hỗ trợ của quý nhân là bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người xung quanh nên dễ dàng vượt qua được thách thức và đạt được thành tựu như mong muốn. Ra ngoài tiền bạc dễ kiếm,
có lộc về tiền bạc nên cuộc sống gia đạo trở nên dư giả hơn. Nhâm Thân 1992, hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Giáp Thân 2004, hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thân trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dậu. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, tuổi Dậu chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt. Vận trình tình cảm của tuổi Dậu trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ. Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bởi không có cuộc tình nào chỉ toàn là màu hồng. Vẫn sẽ có những lúc giận hờn, cãi vã, cũng có cả tổn thương, nhưng tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những khó khăn đó. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dậu. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 50-52. Màu may mắn 8, cà phê. Giờ tốt trong ngày 19-21 giờ. Đinh Dậu 1957, công việc kinh doanh làm ăn gặp thuận lợi vô cùng. Lộc tới nên tiền bạc rủng rỉnh, hùn hạp hay có sự đầu tư các khoản tiền vào công việc gì đều được suôn sẻ và sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như mong muốn. Không chỉ kiếm được nhiều tiền mà đây còn là thời kỳ để tích lũy. Kỷ Dậu 1969, hôm nay bạn sẽ có sự thay đổi, nếu không thay đổi cuộc sống công việc khó có thể thuận lợi như mong muốn. Còn nếu thay đổi mọi việc tiến triển tốt đẹp như ý muốn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Càng đổi mới, phát triển phương thức kinh doanh càng thu được những khoản hời lớn, tiền bạc dư giả, có lộc tới. Tân Dậu 1981, các công việc ở mức độ trung bình, không phải hung cũng không phải cát. Gặp quẻ này tốt nhất nên duy trì cuộc sống hiện tại, khó khăn có tới cũng không đáng ngại, cơ hội đến cũng không thể tận dụng. Tiền bạc đủ cho chi tiêu, đây không phải thời điểm của sự tích lũy, cuộc sống chỉ ở mức cơ bản, không được dư giả. Quý Dậu 1993, mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Ất Dậu 2005, mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dậu trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh giữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tuất. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết trong ngày Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024 này, hung tinh tác động nên tuổi Tuất rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn. Ngoài ra thay vì im lặng, tuổi Tuất cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình. Phương diện sức khỏe của không được tốt,
con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn, tránh tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi, trầm cảm. Không nên uống quá nhiều cà phê trong một ngày bởi nó có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tạm thời nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như rối loạn tâm lý hay mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tuất. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 76, 83. Màu may mắn 8, cà phê. Giờ tốt trong ngày 11 đến 13 giờ. Mậu Tuất 1958 dự báo thời điểm không thuận lợi để thực hiện bất kỳ dự định công việc gì, đặc biệt là những công việc mang tính quyết định hoặc hùn hạp khoản tiền lớn. Làm việc gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng bởi luôn có trở ngại khó lường kề cận. Không có lộc về tiền bạc, kiếm tiền gặp nhiều khó khăn nhưng không tránh được nhiều khoản chi tiêu. Canh Tuất 1970 hôm nay sẽ tương đối tốt cho công việc kinh doanh buôn bán. Hơn nữa với sự hỗ trợ của quý nhân là bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người xung quanh nên dễ dàng vượt qua được thách thức và đạt được thành tựu như mong muốn. Ra ngoài tiền bạc dễ kiếm, có lộc về tiền bạc nên cuộc sống gia đạo trở nên dư giả hơn. Nhâm Tuất 1982 hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Giáp Tuất 1994 hôm nay chủ về công việc kinh doanh làm ăn nhiều khó khăn, cản trở. Đầu tư tiền của vào kế hoạch kinh doanh nào trong thời điểm này đều bất lợi. Tiền bạc tích lũy gần như không có, chủ yếu tập trung vào những khoản chi tiêu cho công việc của gia đạo hoặc sự nghiệp kinh doanh buôn bán, đa phần bỏ ra nhiều hơn thu lại. Bính Tuất 2006 công việc làm ăn xuất hiện nhiều cơ hội mới, may mắn hết sức. Bên cạnh đó luôn có sự hỗ trợ của quý nhân nên làm việc thuận sẽ càng thuận hơn, gặp khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua. Tiền bạc kiếm ra dễ dàng nhưng cũng chi tiêu nhiều với những khoản lớn cho cuộc sống của gia đình. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tuất trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Hợi. Trong ngày 20 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Hợi thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay. Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Hợi khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng, cụ thể và linh hoạt. Kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kỹ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra. Phương diện tình cảm của tuổi Hợi lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Hợi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 56, 69. Màu may mắn đen, trắng. Giờ tốt trong ngày 13 đến 15 giờ. Kỷ Hợi 1959 hôm nay bạn sẽ có sự thay đổi, nếu không thay đổi cuộc sống công việc khó có thể thuận lợi như mong muốn. Còn nếu thay đổi mọi việc tiến triển tốt đẹp như ý muốn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Càng đổi mới, phát triển phương thức kinh doanh càng thu được những khoản hời lớn, tiền bạc dư giả, có lộc tới. Tân Hợi 1971 các công việc ở mức độ trung bình, không phải hung cũng không phải cát. Gặp quẻ này tốt nhất nên duy trì cuộc sống hiện tại, khó khăn có tới cũng không đáng ngại, cơ hội đến cũng không thể tận dụng. Tiền bạc đủ cho chi tiêu, đây không phải thời điểm của sự tích lũy, cuộc sống chỉ ở mức cơ bản, không được dư giả. Quý Hợi 1983 mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm. Ất Hợi 1995 mọi việc hanh thông và cát lợi. Gặp quẻ này kinh doanh đón nhiều điều may mắn. Có thể suy tính về những dự án lớn, đầu tư tiền bạc phát triển sự nghiệp, cơ hội nhiều hơn thách thức. Tiền bạc dư giả, có lộc và có thể cất giữ, tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương và yên ấm.
Đinh Hợi 2007 công việc kinh doanh làm ăn gặp thuận lợi vô cùng. Lộc tới nên tiền bạc rủng rỉnh, hùn hạp hay có sự đầu tư các khoản tiền vào công việc gì đều được suôn sẻ và sớm đạt được những thành quả tốt đẹp như mong muốn. Không chỉ kiếm được nhiều tiền mà đây còn là thời kỳ để tích lũy. Quý nhân phù trợ, Mão, Mùi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Hợi trong ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày Chủ nhật may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Đừng tiếc like và comment khi xem video.